Linh đi con, chút nữa ba về. Chiếc xuồng nó bắn nát rồi mình. Mình với con đi thay quần áo đi, cho lạnh. Để anh lo cho. Nguy có biết cái rốn là cái gì của con người không? Là trung tâm của con người. Đây là cái rốn của chiến trường. Chúng Nguy nên nhớ, để bảo đảm sự chiến thắng của chúng ta ở vùng châu thổ Cửu Long này, chúng ta phải tạo ra ở đây một vùng trắng. Chúng ta phải triệt hạ những cái làng trù phú này. Những cái làng ở bên bờ kinh này là mạch máu của chiến trường từ miền Đông về miền Trung. Dân ở đây đã được đưa ra vùng tự do. Nhưng bây giờ theo hình ảnh này thì trên cánh đồng hoang vẫn còn sự sống của một con người. Nè Minh, coi con nó dễ ghét không? Thôi nha, no rồi nha. Nè nè, ba bánh bún bò. Cắn nữa con, cắn nữa. Cắn nữa. Có kìa, đau quá mình. Nè kìa con, đó kìa. Hồi nãy anh lo quá, dám có lộn mình. Bữa nay nó bắn nhiều nhưng nó bắn vô dơ thôi. Chắc tại nó phát hiện được chiếc xuồng của em chứ gì. Nó bắn mò. Chiều nay phải lên nhà. Một con người với chiếc xuồng này thì không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng nếu ở đây có một con người thì ý chí của chúng ta thua. Phải giết cho kỳ được, tốt nhất là phải bắt sống. Bắt sống để ta xem mặt mũi họ như thế nào.
Có lúc tôi nghĩ tôi không sao hiểu được tên này có thể sống trên cánh đồng hoa ngập nước như vậy được. Còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu được họ. À, trong lúc truy lùng, chú ý có nghe tiếng súng của họ không? Tuyệt nhiên không. Bắt đầu từ hôm nay tôi chỉ giao cho trung úy một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ duy nhất. Một chiếc trực thăng với tất cả vũ khí đã trang bị. Trung úy phải tiêu diệt cho bằng được sự sống này. Nghe nói trung úy vừa nhận được tin vỡ. Trung úy này lấy chiến công để làm quà cho bà vợ của Tổ quốc. Chúc trung úy gặp nhiều may mắn. Các đồng chí thân mến, giặc Mỹ đang tăng cường đánh ác liệt, quyết phá vỡ đường giao liên của chúng ta. Chúng quyết làm nhục ý chí của chúng ta. Nhưng chúng đã lầm rồi các đồng chí à. Võ quýt dài, có móng tay nhọn, phải không các đồng chí? Các đồng chí thân mến, chúng ta là những chiến sĩ đường dây, là những mạch máu có nhiệm vụ đưa máu từ con tim về nuôi khắp cơ thể. Dòng máu bị tắc là cơ thể bị bại liệt. Tôi xin thay mặt đảng ủy đường dây tuyên dương thành tích của các đồng chí vừa qua. Đặc biệt, đảng ủy khen ngợi chốt trạm do vợ chồng Ba Đô phụ trách. Cháu xin phát biểu về việc tăng cường người cho chốt trạm vợ chồng anh Ba. Như ban lãnh đạo đã đề ra, vì vợ chồng anh Ba có con mọn, nguyện vọng của cháu xin ban lãnh đạo được bố trí về đó. Vì dù sao, cháu là con gái, cũng thuận lợi hơn trong việc giúp đỡ anh chị Ba. Tuy khó khăn thiệt, nhưng xin ban lãnh đạo cứ để chúng tôi tiếp tục công việc. Là dân Đồng Tháp, chúng tôi quen với công việc đồng nước hơn. Việc này tôi sẽ hội ý lại với ban lãnh đạo sau. Ban lãnh đạo tin tưởng các đồng chí sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chúng ta quyết xứng đáng với lời dạy của Hồ Chủ tịch. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Phải hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm nô lệ. Phải hy sinh tất cả chứ quyết không chịu làm. Thằng giặc Mỹ không sợ, đi sợ con rắn nước.